Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào yêu Triết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 76. Đào Hoa cảm thấy rất tủi thân, môi sổm ở trong sân mím chặt môi, suýt chút nữa đã bật khóc. Hôm nay nàng đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, dù sao so với Nam Vương, trước mặt trẻ con nàng cũng không dám tỏ ra yếu đuối nhưng khi những viên đá nhỏ trên xe ngựa bay qua rèm cửa và đập vào người nàng nàng thực sự sợ hãi đến chết nàng vốn sinh ra và lớn lên trong cung đâu từng trải qua trận chiến nào như vậy ban đầu nàng nghĩ rằng khi trở về bị thầm tải giã mắng cũng không sao chỉ cần sau khi mắng xong hắn nhưng hắn thậm chí còn không thèm nhìn mặt nàng lại đóng cửa nhốt nàng lại loại người có trái tim sắt đá này rốt cuộc từ đâu xuất hiện chắc hẳn là từ dưới đáy tảng đá trôi ra mũi và mắt đều đỏ hoe đào hoa ôm lấy bản thân và lẩm bẩm không sao không sao hắn là người xấu chúng ta không cần so đo với hắn dù hắn tối nay ngủ sẽ bị cảm lạnh sốt cao không dứt và gặp ác mộng liên tục thẩm tại giã ở lâm vũ viện hát hơi một cái nhíu mày nhìn chạm lô hỏi nàng ta đã bị nhốt vào rồi à nàng ta đã bị nhốt vào và cửa chính đã được khóa lại không ai mang thức ăn cho nàng ta cả chạm lô nói dè dặt nhìn chủ nhân hai mắt thực sự muốn giam nàng ta hai ngày ư hai ngày không ăn gì khương nương tử e rằng sẽ chết đói ta vẫn quan nuông chiều nàng ta chính vì vậy mà nàng ta mới trở nên kiêu ngạo như vậy thẩm tại giã bực bội nói chỉ hai ngày thôi nàng ta sẽ không chết đói đâu hai ngày sau ngươi nhớ mở cửa cho nàng ta ra dạ dùng mình vì cái lạnh thẩm tại giã nheo mắt nhìn ra ngoài hắn nghĩ chắc chắn nhà đầu kia đang chửi rủa hắn lúc này. Nhưng dù nàng có chửi rủa thế nào, nàng vẫn phải chịu khổ lần này. Trong tranh xuân các đang hỗn loạn, thanh đài nghe tin chủ tử của mình bị nhốt, không chút do dự liền chạy về phía tính dạ đường. Vài nha hoàn bên cạnh vội vàng kéo thanh đài lại, cau mày nói tỷ tỷ không được. Quy củ trong phủ này rất nghiêm, nếu tỷ cố tình xông vào, không chỉ bản thân tỷ sẽ gặp rắc rối mà còn liên lụy đến chủ tử. Tức giận đến run người, Thanh đài trừng mắt nhìn các nha hoàn và nói, nếu ta không đi thì sao? Để chủ tử bị giam ở đâu? Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ mong ngài ấy mềm lòng, nếu không ai cũng không có quyền thả chủ tử ra. Nhà hoàn liên tục lắc đầu, ấn thanh đài xuống ghế thì hãy bình tĩnh lại. Có lẽ chỉ cần giam chủ tử một ngày, ngài ấy sẽ thả người ra sớm thôi. Thừa tướng sẽ mềm lòng ư, thanh đài nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh lại nàng thực sự không thể giúp gì được, cũng không thể cố chấp, chỉ có thể hy vọng thầm tải giá thương xót chủ tử của mình mà giảm nhẹ hình phạt cho nàng. Vừa hay tin Khương Đào Hoa gặp chuyện, cả phủ bỗng chốc náo loạn. Lăng Hàn Viện cùng đám phi tần khác hà hê, thầm thì về sự đổi thay thất thường của ân sùng, cuối cùng Khương Thị cũng gặp họa. Nhưng ôn thanh các cố hoài nhu lại không ngồi yên được, dù đào hoa năm lần bảy lượt dặn nàng không thể nói tốt cho nàng trước mặt ra, nhưng ngày hôm sau, khi thẩm tại giã hạ chiều trở về phủ cố hoài nhu vẫn đứng ở cửa chờ hắn ra khương thị tội gì ngài sao lại nhốt nàng đón thẩm tại giã cố hoài nhu cau mày nói nàng rất thích ngài sao ngài nhẫn tâm trừng phạt nặng như vậy thích hắn thẩm tại giã cười nhìn sâu vào mắt cố hoài nhu người cứ ngốc trong viện của mình đừng xen vào chuyện của người khác nhưng mà cố hoài nhu đi theo hai bước ra chẳng lẽ không biết tình huống trong viện này sao Khương thị bị người hãm hại, nếu ngài đã từng sủng ái nàng như vậy, sao bây giờ lại không tin nàng? Thẩm Tại Dã không hề vui vẻ, bình thản nói, "Ngươi đã nói điều này với ta một lần rồi, Hoài Nhu. Trong phủ này, dù là ngươi hay nàng ta, đều như nhau. Bất kể ta sủng ái ai đến đâu, nếu không nên tin tưởng thì ta sẽ không bao giờ tin tưởng." Cố Hoài Nhu choáng váng, ngơ ngác nhìn hắn, lời nói vừa thốt ra của chính mình khiến lòng nàng nhói đau. "Đúng vậy, thầm tại Dã đã bao giờ tin tưởng ai? Lần trước khi nàng bị hãm hại, hắn chẳng hề nghi ngờ nàng sao. Ân sủng và chiều mến ư, hắn chưa bao giờ coi trọng những thứ đó, chỉ lừa dối những nữ nhân ngu ngốc như các nàng mà thôi. Cố hoài nhu đứng như tượng đá, nhìn theo thầm tại Dã cho đến khi hắn khuất bóng. Lòng nàng lạnh toát, trên đường về lâm vũ viện, khi đi ngang qua tính dạ đường, thầm tại Dã dừng bước và hỏi chạm lô, không ai mang thức ăn cho nàng ta à. Vâng thưa chủ tử, không có. Thẩm tại giã cúi mắt, gật đầu và tiếp tục bước đi. Bên trong tính dạ đường có chăn mền đầy đủ, đào hoa dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon, nhưng khi tỉnh dậy, bụng nàng lại réo lên vì đói. Từ chiều hôm qua, đào hoa vẫn chưa ăn gì, lúc này, đói đến mức ngực lép kẹp vào lưng, nàng đành đứng dậy và gõ cửa có ai không? Có đồ ăn sáng không? Không ai trả lời nàng, trước đó, chạm lô cũng không hề nói sẽ không cho nàng ăn, vì vậy đào hoa ngoan ngoãn quay lại phòng và chờ đợi. Nàng nghĩ rằng dù chỉ là canh rau muống đậu phụ, họ cũng sẽ mang đến cho nàng. Nàng chờ đợi suốt từ sáng sớm đến chiều mà không thấy ai mang thức ăn đến. Mắt hoa lên, đào hoa kiệt sức đến mức không còn sức để tức giận. Thẩm tại giã này thật tàn nhẫn, rõ ràng là không muốn cho nàng ăn gì. Cha kiếp trước nàng đã giết cả nhà hắn, nếu không kiếp này sao lại có mối thù sâu đến vậy tất cả những ân ái trước kia đều chỉ là cho cho ăn, nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Cuộn mình trong chăn, đào hoa khôn ngoan chọn cách ngủ để bảo tồn thể lực còn lại chống lại cơn đói. Khi chìm vào giấc ngủ, nàng nguyên rùa thầm tại giã 9981 câu, như một nghi thức cúng tế thành kính, và sau đó mới chìm vào giấc mơ đẹp. Không biết có phải vì những lời nguyên rùa đó linh nghiệm hay không mà hôm nay thầm tại giã cũng bị đau đầu. Sau khi tham dự triều đình, hắn trở về phủ và bị sốt cao ngài có vẻ bị cảm lạnh ạ à? trạm lô lo lắng nói hãy cho đại phu kê đơn thuốc và nghỉ ngơi một chút đi ạ à. không sao cả thẩm Tại giã mặt tái nhợt tay vẫn cầm quyền sổ gần đây công việc triều đình bận rộn vô hạ cũng bị bệnh nên giao cho hắn xử lý vậy trạm lô bệnh mà không uống thuốc có thể tự khỏi sao thẩm Tại giã không phải cố gắng chịu đựng mà thực sự không có cách nào khác lần trước việc giúp đỡ cảnh vương bại lộ khiến du vương có vẻ không hài lòng với hắn Tuy nhiên, Du Vương vẫn muốn lôi kéo hắn nên không ra tay trừng phạt nặng nề, chỉ tạo ra một số rắc rối nhỏ. Những rắc rối này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, dù sao cũng khiến hắn tốn không ít sức lực để giải quyết. Việc này cũng liên quan đến Khương Đào Hoa, khi bắt được nha hoàn Liên Hoa truyền tin, hắn nhất định sẽ cho hai nàng cùng nhau chịu khổ. Chạm lô không khuyên nữa, trực tiếp ra ngoài nhờ đại phu kê thuốc, rồi mang thuốc vào. Trong thư phòng người đến người đi, không ít quan viên tới, thẩm tại giả cuối cùng cũng không nghĩ đến người ở tỉnh dạ đường nữa. Đào hoa mơ mang tỉnh dậy, trời đã tối, toàn thân dã rời, không muốn nhúc nhích, nhưng nàng vẫn cố gắng leo ra cửa nhìn xem, nghĩ rằng nếu thẩm tải dã lương tâm phát hiện, có thể sẽ đưa chút đồ ăn cho nàng. Thực tế chứng minh thẩm tại giả không có lương tâm, trong sân trống rỗng, chỉ có cỏ dại và gió lạnh. Giờ đói đến mức không còn cảm giác gì, chỉ là chóng mặt thôi. Nhưng nàng rất khát, muốn uống nước, tìm mãi mới thấy cái giếng ở hậu viện, nhưng nàng không còn sức kéo thùng nước lên. Lúc này, nàng không còn cảm thấy đói nữa, chỉ choáng váng đầu. Nhưng nàng rất khát, muốn uống nước. Sau một hồi tìm kiếm, nàng mới tìm thấy một cái giếng trong hậu viện, nhưng nàng không còn sức để kéo gầu nước lên. Vật vã một hồi lâu, đào hoa mùi khóc nức nở bên cạnh giếng. Vừa khóc, nàng vừa dùng nước mắt thấm vào miệng, cố gắng không lãng phí dù chỉ một giọt tiếng khóc thảm thiết của nàng vang vọng trong đêm tối thu hút một bóng đen bí ẩn bóng đen núp trên nóc nhà quan sát nàng một hồi lâu sau đó nhảy xuống và giúp nàng kéo một gáo nước lên đào hoa ngẩn người bất chấp tất cả nàng cúi đầu uống ửng ực thỏa mãn cơn khát và chuẩn bị nhìn xem ai là người tốt bụng đã giúp đỡ mình nhưng trước khi nàng kịp nhìn rõ bóng đen bí ẩn đó đã nhanh chóng nhảy lên nóc nhà và biến mất một cách lặng lẽ đào hoa há hốc mồm kinh ngạc Nhìn lên trời rồi nhìn xuống thùng nước trên bệ giếng. Nàng thầm ngủ, có lẽ là ông trời thương xót, phái thần tiên xuống cứu ta. Dù sao đi nữa, việc được uống nước đầy đủ cũng là điều may mắn. Nàng liền uống ực ực cho đến khi no căng bụng, sau đó quay về phòng ngủ. Bóng đèn bí ẩn di chuyển một cách bí mật trên nóc nhà phủ tướng và cuối cùng xuất hiện trong thư phòng của Thẩm Tại giả. "Trở lại rồi à?" Thẩm Tại giã ho khan hai tiếng mệt mỏi nhìn hắn và hỏi, lại đến giờ luyện công hả? Đúng vậy. Từ Yến quy gỡ bỏ mặt nạ, cười lớn nhìn thẩm tại giã và nói, mỗi lần ta quay lại, ngươi đều khó chịu đúng không? Đừng lo lắng, ta chỉ đến luyện công thôi. Đó là đương nhiên, thẩm tại giã nhắm mắt lại và nói, tuy nhiên, ta cũng không muốn truy cứu chuyện ngươi lén lút đi luyện công. Nhưng ta cảnh báo ngươi, không được đụng đến người mới vừa đến trong phủ này. Người mới đến ư? chắc hẳn là cô ta đang bị giam giữ trong tĩnh dạ đường nhỉ. Tự Yến quy nhớ mày, nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trong đôi mắt sách của hắn. Thẩm tại giã khượng lại, nhíu mày và ngừng đầu lên, ngươi nhìn thấy rồi à? Ta đã gặp cô ta rồi, thật đáng thương, vừa đói vừa khát, thậm chí không thể tự kéo gáo nước lên được, chỉ biết ngồi khóc nước nở. Ta tưởng là nha hoàn, nhưng không ngờ lại là người của ngươi. Lòng ngươi sao có thể tàn nhẫn đến thế? Từ Yến quy lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối, thầm tại giã nhíu mày, mím môi và nói: Tự cô ta chúc hỏa vào mình, ngươi không cần quan tâm. Người phụ nữ đó rất giỏi tính kế, tốt nhất là tránh xa cô ta. Ta biết rồi. Tự Yến quy vuốt cầm, thuận tay đưa cho hắn một tập hồ sơ dày. Tất cả thông tin ngươi cần tra đều ở đây, tùy ý sử dụng nhé. Chạy cả ngày mệt mỏi quá, ta xin ngủ tạm ở sân nhỏ của ngươi. Tùy ngươi thẩm tải giã nhận lấy tập hồ sơ và nghiêm túc xem xét. Phần đầu tiên về cảnh hân đệ khá đơn giản, nhưng phần về hoạch trái sử thì đầy rẫy những mưu mô xào trá. Tuy nhiên, chỉ sau một thoáng, hắn đã chìm vào suy nghĩ. Sau một lúc cân nhắc, hắn đứng dậy và mở cửa, chạm lô. Người đến phòng bếp, thẩm tải giã lưỡng lự, lời nói bỗng chốc chững lại. Nếu hắn thay đổi ý kiến, ắt hẳn cô ta càng coi thường hắn hơn. Không đợi hắn nói xong, chạm lô liền vỗ ngực bảo đảm, ra yên tâm, trong phòng bếp không ai dám đưa đồ vào tĩnh dạ đường. Nô tài đã phân phó hết rồi, ngay cả bên tranh xuân các cũng đã hạ lệnh. chương 77 Thẩm tại giã nhìn hắn với ánh mắt phức tạp và hỏi, người có thể quản lý được nha hoàn giỏi võ bên cạnh Khương Thị không? Nô tài đã dự tính trước chuyện này. Chạm lô đáp, nô đã dặn dò nàng ta rằng nếu dám mang thức ăn cho tĩnh dạ đường, ngài sẽ trừng phạt Khương Nương Tử nặng nề hơn nàng ta trung thành với khương nương tử nên sẽ không dám làm trái thẩm tại giã gật đầu hài lòng nụ cười ẩn hiện trên môi hắn như muốn nói ngươi quả là ngày càng hiểu ta hơn ngài quá khen rồi à chạm lô nghiêm túc đáp nô tài nhất định sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành mọi mệnh lệnh của ngài biết điều khi nào nên liều mảng và khi nào không nên mù quáng liều lĩnh chỉ dẫn đến thất bại thẩm tại giã nghiến răng phải tay đóng sập cửa lại và quay về bàn đọc sách tiếp tục xem xét tài liệu hắn quyết định không tha thứ cho đào hoa dù sao đây cũng là ngày cuối cùng giam giữ nàng để cho nàng đói bụng cũng là một cách trừng phạt khi trời còn tờ mờ tối đào hoa nghe thấy tiếng động bên ngoài sân nhỏ tĩnh dạ đường đào hoa tò mò đứng dậy khoác áo choàng và bước ra ngoài nàng nhìn thấy một vật màu trắng từ trên tường rào bay xuống và rơi lăn lóc trên mặt đất hóa ra là một cái bánh bao mắt sáng lên đào hoa vội chạy tới nhặt lên Mặc dù hơi bẩn nhưng vẫn còn nóng, ai tốt bụng như vậy lại mang đồ ăn đến cho nàng. "Thanh Đài, nàng thử gọi." Không có ai trả lời, có lẽ người đó đã đi rồi. Vỗ vỗ cái bánh bao bẩn, đào hoa nuốt nước bọt, chuẩn bị ăn nhưng lại dừng lại. Chiếc bánh bao này không rõ nguồn gốc, liệu có thể ăn được không? Trong viện này đầy rẫy những kẻ nham hiểm, ai biết có ai nhân cơ hội nàng đói mà hạ độc hay không. Cẩn thận đề phòng đào hoa ôm bánh bao chạy vào phòng và đặt nó lên bàn cẩn thận quan sát có độc hay không có độc đây rút cây châm bạc trên đầu nàng cẩn thận đâm vào bánh bao rút châm ra nó không chuyển thành đen có thể ăn được đào hoa mừng rỡ cầm bánh bao lên và đưa gần miệng nhưng rồi nàng lại trần trừ nhớ đến lời sư phụ dặn rằng có rất nhiều loại độc mà kim ngân thử không ra vẫn không thể ăn chiếc bánh bao nóng hổi trên bàn dần nguội lạnh đào hoa kiệt sức nằm sấp bên cạnh và nước mắt lăn dài trên má. Nàng vô cùng đói, chỉ muốn ăn một chút gì đó. Ai đã tốt bụng mang bánh bao cho nàng mà không để lại tên? Nếu biết có thể ăn được, nàng đâu đến nỗi khổ sở hơn cả không có bánh bao. Đến buổi trưa, mùi thức ăn thơm lừng bắt đầu bay khắp khu vườn. Đào hoa ấm ức nhìn cái bánh bao không thể ăn trên bàn, trong lòng âm thầm đếm còn bao lâu nữa mới được thả ra. Kết quả, ngoài sân nhỏ lại có động tĩnh một giỏ trúc từ tường viện thả xuống, bên trong có hai món ăn và một chén cơm, nhìn thôi đã thấy thèm. Nhưng phản ứng đầu tiên của nàng vẫn là cầm sợi dây thường hỏi là ai. Sợi dây thường buông lỏng, người đó đã chạy mất. Năm nay đều thịnh hành làm chuyện tốt mà không để lại tên à. Phẫn nộ nhìn hai mâm thức ăn, đào hoa cúi đầu bới một cái hố trong đám hoa. Vừa khóc vừa chôn thức ăn. Trong khoảnh khắc, nàng đột nhiên hiểu câu nói gặp nhau không bằng hoài niệm của các văn nhân thấy thức ăn mà không được ăn còn đau khổ hơn không thấy thì lòng không phiền đến tối tinh thần đào hoa bắt đầu hoảng loạn ngồi trên bệ giếng uống nước lại có bóng đen từ trên đầu nàng lóe qua rơi xuống bên cạnh đào hoa nghiêng đầu nhìn người đàn ông bí ẩn trước mặt trang phục hoàn toàn giống một thích khách nàng không hề sợ hãi mà hỏi ngài là hằng nga sao từ yến quy người này rõ ràng đói đến ngốc rồi ai lại thấy hằng Nga mặc đồ đen. Còn là nam nhân nữa chứ, dù sao cũng nên là ngô cương mới đúng. Hắn đưa cho nàng một cái bánh bao, thấp giọng nói, ta không đành lòng nhìn ngươi đói, cầm ăn đi. Đào hoa hơi sướng sờ, hai mắt sáng rực nhìn hắn, hôm qua ngài giúp ta kéo nước, vậy hôm nay chắc chắn không phải muốn đầu độc ta chứ. Sao ta phải đầu độc nàng, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, từ yến quy trong lòng bỗng chốc hoảng hốt, nhịn không được bật cười, chẳng ai nỡ lòng để nàng chết đâu. Nàng quyết định tin tưởng người này, nuốt nước miếng, đào hoa cầm bánh bao ăn một ngụm, nước mắt hạnh phúc trào ra, ta thực sự sắp chết đói rồi. Hắn chưa bao giờ gặp ai thảm hại hơn nàng, dáng người nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng khiến người ta vô cùng thương cảm. Nếu ở một hoàn cảnh khác, Từ Yến Quy nhất định sẽ ôm nàng vào lòng và yêu thương hết mực. Đáng tiếc, thầm tại giả đã ban lệnh cấm không được đụng vào nàng vừa nhai bánh bao một cách ngon lành đào hoa mới chợt nhớ ra và hỏi người trước mặt ngươi là ai vậy tự yến quy nhún vai ta chỉ đi ngang qua đây thôi không cần thiết phải quen biết nhau ngươi đến đây không phải là để ám sát thầm tại dã chứ đào hoa nháy mắt hai tay bóp bánh bao và nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi ngờ nhìn cách ăn mặc của ngươi cũng giống thích khách hôm qua tay ngươi bị sao vậy nhíu mày tự yến quy nhìn nàng hỏi ngươi hy vọng ta thành công à là tiểu thiếp trong phủ tướng ra ta làm sao hy vọng ngươi giết tướng ra được đào hoa cười nói từ yến quy sững sờ định nói gì đó về việc nàng bị đối xử tệ bạc mà vẫn dành tình cảm sâu đậm cho thẩm tại giã nhưng hắn còn chưa kịp mở lời thì đã nghe nàng nói tiếp đánh hắn cho nửa sống nửa chết là được ta không ngại làm quà phụ đâu từ yến quy hắn không thể nhịn được nữa và bật cười tiếng cười vang vọng trong đêm tĩnh mịch bên ngoài đội tuần tra vừa đi qua liền quát ai đó nhanh chóng im lặng tự yến quy nhìn sâu vào đào hoa một cái rồi lập tức biến mất trong bóng đêm khi hộ viện mở cửa bước vào họ chỉ thấy khương nương tử đang ngồi một mình trên bệ giếng nhìn họ với vẻ uất hức tại sao ta không được cười xin lỗi đã quấy dày khương nương tử có bị ngốc không sao lại cười rộ lên với một người đàn ông lạ mặt đào hoa trợn mắt nhìn họ đóng cửa rồi từ từ ăn nốt chiếc bánh bao uống hai ngụm nước giếng và trở về phòng ngủ. Một chiếc bánh bao không thể khiến nàng no, nhưng cũng đủ để lót dạ, giúp nàng không còn phải mơ về những bữa ăn ngon trong giấc chiêm bao. Khi bình minh ló giảng, cũng là lúc nàng được thả tự do. Thẩm tại dã không xuất hiện, chỉ cử chạm lô cùng thanh đài đưa đào hoa về tranh xuân các. Các, chủ tử, vừa thấy nàng, thanh đài nước mắt rơi không ngừng, chắc ngài đói lắm rồi. Nô tỳ chuẩn bị đồ ăn cho ngài. Ừ, không sao đâu. Đào hoa nở nụ cười, vỗ nhẹ vào lưng thanh đài để an ủi, khóc lóc cái gì chứ. Hai ngày không ăn gì cũng chả sao, vừa lúc ta cũng không đói, eo còn có thể thon gọn đi một chút. Thanh đài khóc nức nở, thiếu da vốn đã gầy, vất vả lắm mới béo lên được chút xíu, giờ bị đói như vậy, da mặt sẽ nhăn nhúm hết. Đâu có đến mức tệ như vậy, đào hoa cười nhẹ, đừng lo cho ta, ta vẫn ổn về nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn một bữa thật ngon là được. Thành đài mím môi, chừng mắt nhìn chạm lô đầy giận dữ. Khi đến tranh xuân các, nàng đẩy cửa đuổi hắn ra ngoài và bận rộn hầu hạ đào hoa tắm rửa, thay đồ và ăn cơm. Chạm lô đành sờ mũi, mang theo tâm trạng vô tội trở về báo cáo. Nàng phải biết rằng phủ đệ này có rất nhiều quy củ nghiêm ngặt. Thẩm tại giã không ngừng đầu khỏi trang sách, dặn dò khi nào nàng đã nghỉ ngơi xong, hãy đến thỉnh an ta. Rõ, chạm lô quay đầu định đi, chợt nhớ ra chuyện gì đó và quay lại nói, nô tài không biết ai đã cho đưa bánh bao vào tĩnh dạ đường. Hôm nay khi đi kiểm tra, nô tài thấy nó vẫn còn trên bàn của Khương Nương Tử. Thẩm Tại giã khượng lại một chút nhưng vẫn không ngừng đầu lên hỏi, nếu đã có người đưa bánh bao, sao nàng không ăn? Nô tài cũng không rõ, Khương Nương Tử không hề đụng đến nó một miếng. Ánh sáng lóe lên trong mắt, thẩm Tại giã khẽ cười và vuốt ve mi tâm hắn chợt nhớ ra, nhà đầu kia vốn rất đề phòng, sao có thể tùy ý ăn thứ không rõ nguồn gốc. Thôi kệ, dù sao cũng không đến mức chết đói. Sau khi tắm rửa và ăn sáng, đào hoa trang điểm nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì xảy ra và đến lâm vũ viện để thỉnh an thầm tại giã. Hai ngày qua, nàng nhận ra được điều gì? Thẩm tại dã hỏi. Đào hoa cúi đầu, mỉm cười, chủ nhân trong phủ này là người đứng đầu, mọi việc đều do gia đình quyết định, không ai được phép chống đối còn gì nữa không về sau thiếp sẽ cẩn thận hơn không để mắc mưu người khác và luôn tuân thủ quy củ tôn ti còn gì nữa không hít một hơi thật sâu đào hoa nhắm mắt lại và nói thiếp mu dốt còn điều gì mong được ngài chỉ giáo nhìn vào đôi mắt nàng thầm tại giã mím môi có lẽ nàng thực sự giận hắn cả người căng thẳng không còn vẻ hoạt bát nhiệt tình như trước tuy nhiên là do nàng phạm sai lầm trước đây sao có thể trách hắn đối xử nghiêm khắc với nàng lại đây dạ đào hoa trả lời đi đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn thẩm tại giã cao mày nàng đang đùa giỡn với ta hà ra dạ, có gì nói vậy đào hoa hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn thiếp đã làm gì trái với quy củ thẩm tại giã sững người im lặng không nói gì trước đây khi gọi nàng đến nàng luôn vui vẻ lao vào lòng hắn nũng nị như chú mèo con giờ đây hắn đích thân gian dạy quy củ cho nàng nhưng nàng lại không quen nếu đã hiểu quy củ thì hãy tuân thủ cho tốt rút tay về thẩm tại giã nói với vẻ không vui nàng cũng nên hiểu rằng đã ở trong phủ ta đừng hòng vì người khác mà làm việc hay móc nối quan hệ trong mắt ta không dung thứ cho bất kỳ sai trái nào đào hoa liếc hắn một cái và hỏi thiếp làm việc cho ai nàng không nhớ sao thẩm tại giã nhíu mày nhìn nàng với ánh mắt sắc bén, đêm đó khi ta từ ngoài về, chỉ gặp một mình nàng, và dặn đi dặn lại không được tiết lộ chuyện này. Vậy mà kết quả ra sao? Kết quả thế nào? Đào hoa hoang mang, tiếp không hề nói với ai, thậm chí thanh đài cũng không biết. Chưa nói hả, thẩm tại giã mỉa mai, vậy tin tức đêm đó tự nhiên lan truyền ra ngoài à? Đào hoa nhíu mày, nhìn hắn một hồi lâu rồi mới nói, gần đây ra đối xử với thiếp tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ nghĩ thiếp tiết lộ tin tức nên trả thù thiếp sao? Nhìn nàng, thầm tại giã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng đang diễn kịch hay có hiểu lầm gì ở đây? Sao nàng lại tỏ ra như hoàn toàn không biết gì? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 78. Nụ cười trên môi đào hoa không chạm đến đáy mắt, nàng cúi đầu cung kính nhìn hắn và nói, dù ra nói gì cũng là đúng, nhưng thiếp không hề phản bội. Thiệp ở tướng phủ hoàn toàn dựa vào hơi thở của gia để sống, cớ gì phải chống đối gia. Chẳng lẽ chỉ vì thiếp là người duy nhất biết tin tức mà nghi ngờ thiếp sao? Thiếp không ngu ngốc đến mức như vậy. Ta cũng không suy nghĩ thấu đáo, nên đã cử người đi điều tra nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Thẩm tại giã mím môi, tựa lưng vào ghế và nhìn nàng, ta đã tin tưởng ngươi một lần, nhưng lần tin tưởng này trả giá không hề nhỏ. Gia nói đùa chứ gì, đào hoa nheo mắt, cả hai ta đều đề phòng lẫn nhau, cũng biết đối phương còn tinh danh hơn cả kẻ thù. Gia tin tưởng thiếp chỉ là dựa vào phán đoán của mình, cho rằng thiếp không có lý do gì phản bội gia và cũng không thể tự làm hại bản thân. Nếu thiếp thực sự phản bội gia, gia cũng sẽ không tra hỏi mà trực tiếp trừng phạt thiếp. Đào hoa nói đúng, thầm tại giả cúi mắt xuống, giữa hai người họ, quả thật không ai có thể hoàn toàn tin tưởng ai. Thậm chí, trong lòng hắn, nàng như một đối thủ đáng gờm. Do đó, khi có chuyện xảy ra, hắn đương nhiên sẽ nghi ngờ nàng và tra hỏi. Đôi khi, hắn không thể thấu hiểu suy nghĩ và mưu tính của nàng, càng khiến hắn nghi ngờ thêm. Vậy lần này, hắn có thực sự oan uổng cho nàng? Gia tin hay không là tùy ra, dù sao thiếp cũng đã bị trừng phạt rồi. Sau này, gia chỉ cần đề phòng thiếp một chút là được. Nụ cười mỉa mai hiện trên môi, đào hoa quỳ gối hành lễ, so với tính dạ đường, cuộc sống trong tranh xuân các tiện nghi hơn nhiều. Nếu ra lo lắng thiếp làm hại ra, chỉ bằng giam lòng thiếp ở đó, có cơm ăn áo mặc là đủ. Khương Đào Hoa, thầm tại giã cao mày nói, ngươi giận dỗi cái gì? Thiếp không giận, Đào Hoa nói với vẻ vô tội, mạng thiếp nằm trong tay ra, thiếp làm sao dám giận? Thiếp chỉ đưa ra ý kiến cho ra thôi, ra nghe hay không là tùy ra, chắc hẳn ra đã có tính toán riêng. Thiếp xin cáo lui trước. Nói xong, đào hoa không thèm nhìn hắn, xoay người đi thẳng ra cửa. thẩm tại giã cao có trong lòng bực bội, nhìn căn phòng trống trải, hắn hỏi chạm lô có phải ta sai không? nàng ta đói nên cáu kỉnh à? vừa rồi nàng ta chưa ăn cơm à? chạm lô cúi đầu nói, nghe nói nàng ta đã ăn hai chén cháo và hai đĩa thức ăn, hẳn là no rồi. có thịt không? có. đã ăn thịt rồi mà còn tức giận ầm ĩ như vậy? thẩm tại giã nhíu mày hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tướng ra, một người hầu từ bên ngoài vào báo cáo, có người đã bắt được liên hoa mang về. Tim thầm tại giã đập thình thịch, hắn vội vàng đứng dậy và đi ra phía trước. Liên hoa cố gắng trốn chạy, ngay sau khi tin tức được truyền đến phủ du vương vào sáng hôm đó, cô biết rằng chuyện không hay sẽ xảy ra. Vì vậy, cô đã thu dọn đồ đạc và trốn đến một vùng nông thôn xa xôi, nghĩ rằng với sự che chở của chủ nhân, cô sẽ không bị tìm thấy. Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp sức mạnh của thuộc hạ thầm tại dã. Sau vài ngày lần trốn, cô bị bắt và đưa trở về phủ. Quỳ gối trước đại sảnh, liên hoa run rẩy toàn thân. Khi nhìn thấy thầm tại dã xuất hiện trước mặt mình, cô lập tức quỳ dạp xuống đất và van xin tướng ra, xin tướng ra tha mạng. Ánh mắt sắc bén của thầm tại dã lướt qua cô, hắn ngồi xuống nhìn cô và mỉm cười hỏi, người đã làm chuyện gì kinh khủng đến mức cầu xin ta tha mạng ngay từ đầu người tưởng rằng bản thân cao quý lắm sao? Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, liên hoa vội vàng dập đầu, giọng nói rôn rẩy, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ, xin tướng ra tha thứ. Nói đi, thầm tại giã nói, nếu cái gọi là bất đắc dĩ, này có thể thuyết phục được ta, ta sẽ tha cho ngươi. Thật ư, liên hoa mừng rỡ, vội vàng nói, cả gia đình nô tỳ đều đang ở đoàn phủ. Có một số việc nô tỳ biết rõ, nhất định phải nói với người đoàn phủ. Do đó, đêm đó khi vô tình gặp ra ra ngoài phủ, không biết ra đi đâu, nô tỳ cũng theo chân họ để nói chuyện. Bắt gặp ư, đồng tử thầm tại giã co lại, ánh mắt trở nên sắc bén, người bắt gặp ở đâu? Ngay, ở cổng hải đường, liên hoa cúi đầu nói, nô tỳ theo lệnh chủ tử đi đưa thuốc cho ra. Nhưng không hiểu sao người gác cổng hải đường không cho vào. Nên nô tỳ đã trốn ở góc phòng. Nào ngờ, ánh mắt lạnh lùng, Thẩm Tải giã nghiêng đầu nhìn Trạm Lô. Ngay sau đó, đùng một tiếng, Trạm Lô đã quỳ xuống, nô tài đáng chết. Lúc đó, không ai ngờ rằng vẫn còn người ẩn nấp trong góc khuất. Trạm Lô cũng không chú ý kỹ, do đó mà bị mất chức. Thẩm Tải giã mím môi, hít sâu một hơi và trừng mắt nhìn Liên Hoa. Nếu người đã bắt gặp, tại sao Đoàn Thị lại nói là có người khác nói cho người biết? Là do nô tỳ sai, nô tỳ sợ gây rắc rối nên đã nói dối chủ tử rằng có người khác nói cho mình biết. Chủ tử thực sự không biết gì, còn dặn nô tỳ giữ bí mật. Nhưng nô tỳ thực sự là bất đắc dĩ. Nghe vậy, chạm lô nhíu mày, không thể kiềm chế được mà ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình. Xong rồi, thật oan uổng khương nương tử. Thẩm tại giả cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn đầy vẻ đáng sợ. Nhìn chằm chằm liên hoa một lúc lâu, hắn ra lệnh dẫn nàng đi. Tuân lệnh, chạm lô đáp, đứng dậy và áp giải liên hoa đi. Chỉ nghe thấy hai từ dẫn đi, liên hoa không nghe thấy bất kỳ hình phạt nào khác. Vui mừng vì nghĩ rằng thừa tướng thực sự muốn tha cho mình, cô ta cúi đầu hành lễ khi đi cảm ơn ngài, tướng ra. Thẩm tại giã cười lạnh lùng, nhìn theo bóng liên hoa khuất dần sau cánh cửa. Chẳng mấy chốc, chạm lô quay trở lại, cúi đầu báo cáo đã xử lý thỏa đáng. Ừ, thẩm tại giã gật đầu, ngồi im lặng tay hắn vuốt ve viên ngọc bội trên thắt lưng, như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Chạm lô nhìn, dè dặt hỏi, ra, nếu oan uổng khương nương tử, ngài có nên qua thăm nàng ấy một chút không? Ta không có ý oan uổng nàng ta, thầm tại giã nói với giọng buồn bã. Nàng ta cũng đã phạm sai lầm, đi ra vườn hoa gặp Nam Vương, đó là sai sao? Về nhà muộn, đó là sai sao? Nếu ở nhà khác, nàng ta đã bị trừng phạt nặng nề hơn nhiều ta đã rất nhân từ rồi. Nhìn thầm tại giã, chạm lô nhỏ giọng nói, thưa ngài, nô tài đã hỏi. Lúc trước, đích thực có nha hoàn đến tranh xuân các truyền lời, nên Khương Nương Tử mới ra vườn hoa. Còn chuyện về muộn, ngài có thực sự không muốn tìm hiểu nguyên nhân không? Nửa khuôn mặt tối sầm lại, thầm tại giã ngẩng đầu nhìn hắn, việc gì ngươi cũng quản. Sao lắm chuyện vậy? Nô tài đáng chết, chạm lô hoảng hốt, cảm nhận được cơn thịnh nộ của chủ nhân, vội vàng tìm cớ chuồn ra ngoài. Phòng khách trở lại yên tĩnh, thẩm tại giã nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, đưa tay vuốt ve chán. Một lúc sau tại tranh xuân các, cái gì, bị bệnh ư, đào hoa nhướn mày nhìn chạm lô, người vừa đến báo tin, bệnh nặng lắm à. Chạm lô lo lắng, rất nặng, ra không thoải mái từ hôm trước, nhưng mãi không cho đại phu trị liệu, hiện phát sốt cao. Tốt quá, đào hoa kích động vỗ tay. Đây chính là báo ứng thiên đạo luân hồi quả là tốt đẹp, lời nguyền rủa của ta đã linh nghiệm, hắn đáng đời bị bệnh chết. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn đào hoa với vẻ mặt sợ hãi. Bên cạnh, cố hoài nhu vội vàng kéo tay áo đào hoa và cười nói với chạm lô, Khương Nương từ đây vui mừng vì có cơ hội đến thăm ngài ấy, nên nhất thời quên mất nỗi đau lòng khi ngài bị bệnh. Chạm lô gượng cười hai tiếng, thầm nghĩ, mình đâu có mù. Khương nương tử này rõ ràng là vui mừng khôn xiết, cả mắt sáng rỡ lên kìa. Đào hoa khẽ ho hai tiếng, lấy lại vẻ đoan trang và mỉm cười nói với chạm lô, da bệnh nặng như vậy, nhìn thấy ta nhất định sẽ càng bệnh nặng thêm. Vì suy nghĩ cho tính mạng ra, ta nên mời cố nương tử qua đây đi. Cố hoài nhu kinh ngạc, kéo đào hoa lui về sau hai bước và trừng mắt nói, ngươi điên rồi à? Vừa rồi ra mới phạt ngươi, cả sân người ta đều đang chế diễu. Cơ hội tốt để xoay chuyển tình thế như vậy mà ngươi không nắm lấy. Đào hoa nháy mắt vô tội và nói, ta sợ không kiềm chế được vẻ mặt vui mừng, ra sẽ tức giận. Đến lúc đó lại bị phạt tiếp, thật phiền phức, cố hoài nhu vừa giận vừa buồn cười, ra đã xin lỗi ngươi rồi, nhưng ngươi cũng không thể như vậy được. Dù sao cũng phải sống trong hậu viện này chứ. Đúng là vậy, nhưng nàng thực sự rất tức giận, tức giận đến mức không muốn nhìn thấy hắn. Thấy những con chó vẫy đuôi bên chủ đều là những con chó thông minh, nhưng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng vẫy đuôi, không hề thể hiện cảm xúc, sống như vậy thật mệt mỏi. Huống chi nàng còn là con người. Khương nương tử, xin hãy nhanh đi qua, chạm lô nói bất đắc dĩ. Gia bảo ngài hầu hạ, người khác không thể thay thế được. Đào hoa bĩu môi hỏi, không đi thì có sao không? Có, chạm lô cúi đầu nói. Gia bảo nếu không đi sẽ phải nếm thử thuốc. Tất cả các vị thuốc đắng đều chia thành hai phần. Ngài sẽ uống trước trong viện này để đảm bảo an toàn, sau đó mới cho ra uống. Hơn nữa, ra ăn gì, ngài cũng phải ăn theo. Tính hắn ngoan, bệnh nhân chỉ ăn cháo trắng rau dưa, nàng có thịt ăn, dựa vào cái gì mà phải cùng hắn chịu khổ chứ? Đào hoa hít mắt cười dịu dàng, được thôi, ta sẽ qua chăm sóc ngài để tránh cho ngài bị bệnh nặng thêm, đồng thời cũng tiết kiệm nhân lực cho viện này. Chạm lô nghe vậy, ra đầu tê giải, không dám nói gì, vội vàng dẫn vị chủ tử này trở về lâm vũ viện lời nói của đào hoa vừa lo lắng cho thầm tại giã, vừa như lời nguyền rủa khiến hắn mau khỏi bệnh. thẩm tại giã nằm trên giường với vẻ mặt khó chịu, khi đào hoa bước vào, tâm trạng vốn đang bực bội của cô bỗng chốc trở nên vui vẻ khi nhìn thấy đôi môi khô nứt của hắn. Dạ ơi đào hoa cất tiếng gọi ngọt ngào, ngồi xuống bên giường, miệng cười tâu tét, ngài không sao chứ. Thẩm tại giã liếc nhìn đào hoa một cách mệt mỏi và nói, người nghĩ ta không sao à. Thiệp an tâm. Cái gì? Hả? À, thiếp chỉ muốn nói rằng, nhờ vậy mà thiếp có thể chăm sóc ngài tốt hơn. Đào hoa mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt ve chăn mình cho thầm tại giã, rồi nhìn thoáng qua chén thuốc mới được mang đến, ngài hãy uống thuốc trước đi. Thẩm tại giã miễn cưỡng ngồi dậy, dựa vào đầu giường và liếc nhìn đào hoa hai lần, người có thể giả vờ khiêm tốn một chút được không? Hãy tỏ ra lo lắng dù chỉ một chút, và đừng cười một cách khoa trương như vậy thiếp lo lắng cho ngài lắm chứ. Đào hoa chu môi, chỉ vào đôi mắt dương dương của mình, nhìn đi, thiếp lo đến mức muốn khóc kìa. Lại là cười ra nước mắt ư. chương 79, thẩm tại giã mím môi, nhìn gương mặt trước mặt với ánh mắt phức tạp. Nếu bản thân không làm sai trước, hắn tuyệt đối không chịu đựng, nhất định sẽ đuổi nàng ra ngoài. Cho dù không thực sự đau lòng, cũng nên giả vờ một chút, đừng vui sướng như vậy. Hắn vẫn chưa chết đâu ra há miệng ra nào đào hoa múc một muỗng thuốc và lo lắng nhét vào miệng thầm tại dã thầm tại dã nhìn đào hoa với vẻ mặt ghét bỏ mở miệng ngậm lấy thuốc bất ngờ bị nóng rát khiến hắn giật mình khương đào hoa lưỡi vừa nóng vừa rát thầm tại dã cố gắng kìm nén cơn giận nghiến răng nghiến lợi nói ta bảo mớm thuốc không phải nhét thuốc vào miệng ta phải thổi người ngươi hiểu chưa vô tội nháy mắt mấy cái đào hoa nhún vai Đại phu không phải là thường nói thuốc nếu để nguội thì dược tính sẽ giảm bớt sao? Gia còn là thừa dịp thuốc còn nóng mau uống đi. Người uống một hớp cho ta xem nào. Thẩm tại giã hít mắt thừa dịp nhiệt đào hoa cười khẽ hai tiếng nhẹ nhàng dụ dỗ ra ngoan nào thuốc này dành cho bệnh nhân người khỏe mạnh uống không tốt cho cơ thể. Gia hãy uống hết chén này trước đi. Dám bảo hắn ngoan xem hắn như trẻ con ba tuổi hay sao? Tức mà không biết nói gì. Thẩm tại giã nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen xì, cố gắng chân an bản thân để kìm nén cơn giận dữ. Hắn không thể tức giận, nỗi uất hận dâng trào trong lòng, nàng không thể kìm nén được nữa việc chút giận như vậy cũng là điều dễ hiểu. Thẩm tại giã đưa muỗng thuốc đến, nhíu mày hít một hơi sâu rồi ngậm vào miệng. Hắn mạnh tay xé rách y phục đào hoa, kéo nàng vào lòng và cúi đầu hôn lên môi nàng. Gào! vị thuốc đắng ngắt và nóng hồi từ miệng thầm tải giã truyền sang khiến đào hoa vô thức ném chén thuốc và đẩy hắn ra xa. Thầm tải giã cười khẩy liếm môi và nhìn đào hoa đầy chiêu tức, ngươi có thể tiếp tục uống không? Nói bậy, đào hoa tức giận quát lên, ai thèm uống thứ ghê tởm đó từ miệng ngươi chứ? Lỡ ta bị trúng độc thì sao? Căn phòng chìm vào im lặng một ngạt, thầm tải giã hít mắt nhìn đào hoa, giọng nói đầy nghi ngờ, ngươi vừa nói gì? Đào Hoa im lặng một lúc rồi ngồi thẳng người, giọng nàng nhỏ nhẹ, "Thiếp không có ý đó, thiếp chỉ lo lắng cho sức khỏe của gia. Nếu gia lây bệnh cho thiếp thì phải làm sao? Là thê tử của tướng phủ, lẽ nào nàng không cùng ta chia ngọt sẻ bùi?" Thẩm Tại dã nhíu mày hỏi, "Vậy trước đây khi ta lâm vào cảnh khốn cùng, ngươi ở đâu?" Đào Hoa liếc xéo Thẩm Tại dã và lẩm bẩm, "Khi ta phải chịu tội, ngươi lại tự do tự tại." Hưởng thụ Vinh Hoa phú quý để ta gánh chịu khổ cực. Ai ngu ngốc đến mức chấp nhận điều đó chứ? Thẩm tại giã sững người, nhìn đào hoa với ánh mắt ngỡ ngàng. Đào hoa những lúc tức giận, khuôn mặt phúng phính như bánh bao. Nhịn không được, nàng đưa tay ra đấm hắn. Hắn liền đưa tay ra chọc chọc đào hoa, mềm mại và đàn hồi. Khi chạm vào, ánh mắt hắn dịu dàng hẳn đi, vẫy tay gọi nàng, đào hoa, lại đây. Đào hoa nhìn hắn đề phòng, không những không tiến đến mà còn lùi lại, ra có chuyện gì quan trọng muốn nói không? Tranh thủ lúc ta còn nói chuyện tử tế, lại đây. Được, đào hoa miễn cưỡng xê dịch thân thể, lại gần hắn một chút, nhìn chằm chằm như thể hắn là người xấu, khiến thẩm tại giã vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu đặt cằm lên vai nàng, nhẹ giọng nói. Đừng giận ta nữa. Nghe lời này, không hiểu sao đào hoa cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt chảy ra như suối, rơi lên vai hắn, nhưng nàng cắn răng không nói gì, quật cường giữ chặt cổ. Nghĩ phạt nàng liền phạt, muốn nàng không giận là không giận. Dựa vào cái gì chứ? Hắn đâu phải Ngọc Hoàng Đại Đế, mặt dày hơn trời. Quá tự tin rồi. Ngày mai phủ sẽ có cống phẩm, nghe nói có thịt dê thượng đẳng từ Tây Vực, còn có nhiều tơ lụa và trang sức đẹp, để hết vào viện của ngươi được không? Không cần, vậy thêm lương tháng cho ngươi được không? Cùng với các nha hoàn trong tranh xuân các. Không cần. Vậy, thẩm tại giã cảm thấy không biết làm sao, hắn vốn không phải người giỏi dỗ dành phụ nữ, càng không muốn nói xin lỗi. Đã làm đến mức này, nàng còn muốn gì nữa chứ? Đào hoa thốt thít một lúc, lau nước mắt rồi muốn đẩy hắn ra. Nhưng cánh tay của người này như sắt thép, đẩy mãi không được. Thiếp còn phải tiếp tục hầu hạ ra uống thuốc, đào hoa bĩu môi, ngài cứ ôm thiếp mãi, làm lỡ việc uống thuốc, lỡ ngài bệnh chết thì là lỗi của thiếp hay của ngài giờ khóc giờ cười thầm tại giã buông nàng ra giận dữ nói ngươi mong ta chết à ta chết thì có lợi gì cho ngươi sống sót cũng chẳng có lợi gì đào hoa nhỏ giọng nói thầm rồi bỏ chạy ra ngoài mở cửa bảo người bên ngoài nấu thuốc lại sau đó ngồi ở bàn cách xa thầm tại giã sợ hắn xông tới đánh mình vớt mi tâm thầm tại giã cảm thấy đau đầu cười nhẹ vừa uống thuốc miệng đắng ngươi lấy chút mứt hoa quả đến đào hoa liếc hắn một cái với vẻ mặt cổ quái, ngài lần trước không còn hiềm khích thiếp cho ngài mứt hoa quả khó ăn sao. Bây giờ ta cảm thấy ăn ngon, được không? Được, đào hoa gật đầu, từ trong tay áo lấy ra hai viên mứt mai nhét vào miệng hắn, ngài là lão đại, ngài nói gì cũng được. Há miệng ngậm mứt mai, thầm tại giã liếc nhìn tay áo nàng, người mang theo thức ăn. Lùi một bước, đào hoa nói, phủ này không có quy định không cho thiếp mang theo thức ăn. Lại đây thầm tại giã ngoác tay. Đào Hoa mím môi, dãy dụa một lúc, cuối cùng cũng ngồi lại bên giường, che ống tay áo hỏi, "Ra có gì dặn dò?" Lười phải cùng nàng nói nhảm, Thầm Tại Giã đưa tay kéo nàng lại, lục lọi ống tay áo của nàng. Một đống giấy dầu rơi ra như mưa, bên trong là đùi gà, thịt heo khô, đậu phộng, bánh bao, điểm tâm, mứt mai. Đủ loại. Đào Hoa vội vàng nhặt lại đống giấy dầu, nhìn chằm chằm hắn, thiếp chỉ mang theo một chút không có gì khác. Đây mà chỉ gọi là một chút, cũng đủ ăn hai ba ngày đấy. Thẩm tại giã bật cười, trong lòng lại buồn, đưa tay kéo nàng lại, nghiêm túc nói sau này sẽ không giam giữ ngươi không cho ăn cơm nữa. Đào hoa gật đầu lia lịa, tay không ngừng nhét đám giấy dầu nguyên vẹn trở lại túi tay áo. Ta nói thật đấy, sẽ không để ngươi đói đâu, không cần mang nhiều thức ăn như vậy. Thẩm tại giã mím môi, về sau muốn ăn gì cứ bảo phòng bếp, sơn hào hài vị gì họ cũng có thể làm cho ngươi liếc hắn một cái đào hoa lại gật đầu đa tạ ra thẩm tải giã hơi bực mình xoay người đè nàng xuống giường hung hăng hôn lên môi tay bóp lấy eo nàng rõ ràng cảm nhận được nàng đã gầy đi một chút đào hoa nhíu mày thừa nhận lời chiêu chọc của hắn trong ánh mắt đầy lo lắng thẩm tải giã không thể kiềm chế được gần một tháng không được gần gũi nhất định phải hôn nàng trước tiên chờ đợi đến mức thở không ra hơi, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng và hỏi nàng muốn nói gì. Đào hoa thở nhẹ, má ửng hồng, đôi mắt long lanh như sóng nước, quả thật mê người vô cùng. Nhưng vừa mở miệng, nàng đã nói, da đè nặng quá. Thiếp cũng có thể cảm nhận được điểm tâm bị đập vụn. Thẩm tại giả, có thể hắn sẽ bóp chết nàng, sát khí trong mắt lập tức bùng phát dữ dội, không thể kiểm soát được hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào lại biết cách chọc giận hắn như vậy vừa mới hòa giải bầu không khí xong nàng đã không thể nói những lời hợp lý đau lòng mở túi tay áo đào hoa muốn nhìn xem những mảnh vỡ tan nát trong lòng mình trông như thế nào thẩm tại giã lại giơ tay xé toạc áo khoác của nàng chán ghét nói có gì hay để xem chỉ là vài miếng điểm tâm thôi đó là bánh đào hoa mà thiếp mới làm đào hoa vô cùng phẫn nộ ra chưa bao giờ biết trân trọng công sức của người khác khẽ cười một tiếng, thầm tại giã cúi đầu nói, bánh đào hoa của ngươi toàn là hoa tường vi, nên gọi là bánh hoa tường vi đi. Chẳng biết ngươi lấy tên này từ đâu. Đó là bánh do thiếp tự tay làm, cho nên gọi là bánh đào hoa, ngươi quản gì đến hoa gì. Đào hoa nhịn không được cãi lời. Nhưng ngay khi vừa đặt đến đỉnh cao, nàng như chợt nhận ra điều gì đó, ngước mắt nhìn người đàn ông trên người mình. Đôi mắt thầm tại giã sâu thẳng và đen nhánh, vô cùng thu hút, bên trong như ẩn chứa một hồ nước ấm áp, bao bọc lấy nàng. Hai người dựa sát vào nhau, tiếng thở hòa quyện, đào hoa muốn nổi giận, nhưng trong lúc nhất thời, lại không thể. Thẩm tại giã khẽ cười, dịu dàng nhìn nàng và nói, làm sao ngươi biết ta chưa bao giờ trân trọng công sức của người khác. Nếu chưa từng ăn, nhìn từ bên ngoài, làm sao có thể biết được bánh đào hoa bên trong là hoa tường vi. Khương đào hoa mím môi, khẽ hừ hai tiếng, toàn thân dần dần thả lỏng, Im lặng không nói gì. Thẩm Tại dã cúi đầu, ngậm môi nàng nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn an ủi, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nàng. Khi người đàn ông này hoàn toàn thả lỏng, sẽ giảm bớt đi hành động mềm mại vuốt ve và giống như một con sói xâm lược tiến lên. Coi như là tiểu biệt thắng tân hôn, Thẩm Tại dã hung hăng hơn so với trước, khiến Đào Hoa không thể cam chịu mà khách khí với hắn. Cô bám chặt lấy anh ta, cắn xé bờ vai như một chú sói con hung dữ khác với mọi khi, thầm tại dã không hề phản kháng, mặc cho đào hoa cắn xé, im lặng chịu đựng. đào hoa bỗng cảm thấy thầm tại dã như biến thành một con ngựa hiền lành, trái ngược với vẻ hung bạo trước đây. nhưng tiếc thay, bản chất ngựa được vẫn còn đó. giữa lúc ân ái nồng nàn, đào hoa mơ hồ nghe thấy tiếng nói như ai đó đang thì thầm trách lầm ngươi. âm thanh đó khiến lòng cô chấn động và mở mắt ra, nhìn thầm tại dã với sự bối rối xen lẫn nghi ngờ. thầm tại dã khẽ nhếch môi gương mặt bình thản như không có ý định mở lời thừa dịp đào hoa đang thất thần anh nhẹ nhàng cuốn lấy nàng đưa nàng lên đỉnh vu sơn đào hoa cố gắng tỏ ra mạnh mẽ che giấu đôi mắt xương đỏ nhưng trong lòng nàng biết rõ đây là lần đầu tiên nàng thua cuộc không phải nàng khiến thầm tải giã say mê mà là thầm tải giã đã đoạt mất lý trí của nàng lần này chỉ một câu nói của thầm tải giã đã khiến nàng không kịp trở tay thua tan tác trời đã sáng thị nữ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động bên trong, khẽ ho hai tiếng, rồi dẫn theo những người khác ra ngoài. Trước đây, thị nữ còn lo lắng cho chủ tử, nhưng giờ đây nhìn thấy chủ tử bình an vô sự, lại càng thêm nề phục sự tài tình của chủ tử trong việc dỗ dành nữ nhân. Thật lợi hại. chương 80. Nhưng mà hắn không hiểu rằng đào hoa dễ dàng nguôi giận không phải vì thầm tại giã có kỹ năng tốt trên giường, mà là vì hắn chưa đủ quan trọng để nàng phải nghĩ đến việc cứu sống mối quan hệ này. Dù sao, hai người chỉ là hợp tác, nàng bị oan ức, chịu đau khổ, chỉ cần hắn nhận ra là hắn sai. Cấp chút bồi thường, ngày này dĩ nhiên là sẽ tiếp tục như cũ. Điều quan trọng là đào hoa cảm thấy thẩm tại giá cần phải đền bù tổn thất một cách phong phú. Khi trời sắp sáng, hắn cúi đầu nhìn đào hoa đang dựa vào ngực mình, đưa tay sờ nhẹ, đừng ngủ, ta còn có chuyện chưa hỏi hết. Cái gì, đào hoa nửa mở mắt, vẻ mặt bối rối nhìn hắn ngươi và nam vương là thế nào thẩm tại giã khẽ nhíu mày hỏi còn tặng hắn gối đầu ngáp một cái đào hoa che miệng nói lầm bầm hắn rất giống đệ đệ ta chăm sóc một chút cũng là điều bình thường trước đây khi trong phủ không có việc gì làm ta liền thêu cho hắn một cái gối thẩm tại giã không có việc gì làm sao không thêu cho ta một cái dù cho là coi ta như đệ đệ như vậy cũng thật quá đáng nhìn mặt hắn trở nên âm trầm Đào hoa cười nhạt, thiếp còn chưa kêu oan đâu, hôm đó cùng Nam Vương bị dân nghèo vây quanh trên đường, ngài không có nửa lời an ủi, ngược lại trực tiếp ném thiếp tới tĩnh dạ đường đói bụng. Dù sao ngài cũng kính trọng Nam Vương, không nể mặt thầy tu thì cũng phải nể mặt Phật tổ. Chờ đã, thẩm tại giã nheo mắt, người nói cái gì vây quanh. Đào hoa dừng lại một chút, nhún mày, ngài sẽ không quên chứ. Chính là lần thiếp về muộn, xe ngựa của Nam Vương đi qua xóm nghèo, đụng chết một đứa trẻ, bị dân nghèo vây quanh. Ngài không phải đã phái người đến cứu chúng ta sao?" Trong ánh mắt đầy sóng ngầm, Thẩm Tại Dã lắc đầu, "Ta không biết chuyện này. Nếu biết rõ, cũng sẽ không trở thành tức giận như vậy." Đào Hoa kinh ngạc, ngẩn người nhìn hắn một lúc lâu, mới nói, "Hóa ra trong tướng phủ này cũng có nơi không phải do ngài quản lý." Khi Nam Vương phái người về phủ thừa tướng tìm người, Thẩm Tại giả có mặt trong phủ, nhưng hắn lại không nhận được tin tức mà hộ viện vẫn đi vậy ai là người chỉ huy bên trong ổ lớn khó tránh khỏi có chim tha cỏ thẩm tại giã vuốt tóc đào hoa không đếm xỉa mà nói nếu ta quản tất cả mọi việc lớn nhỏ không bỏ sót chắc cũng mệt chết như da cát khổng minh đã có kẻ làm loạn bắt ra xử lý là được ngài muốn lấy lý do gì để xử trí đầy tớ đào hoa tựa vào hắn tò mò hỏi người ta sau lưng chắc chắn cũng có chủ tử một lý do không đủ mà lý do quá nghiêm trọng lại không có chuyện này giao cho chạm lô lo. Thẩm tại giã đưa tay, ôm đầu nàng vào khuỷu tay mình, nhắm mắt lại nói chúng ta nghỉ ngơi một chút. Giả, đào hoa ngoan ngoãn gật đầu, ôm hông hắn và nhắm mắt lại. Nhưng chỉ một lát sau, nàng đã phản ứng lại, nửa người chống dậy, chừng mắt nhìn người bên cạnh, nói vậy, ngài lại hoan uổng thiếp. Thẩm tại giã nhắm mắt giả chết, chuyện đã qua thì cho qua. Lời này phải để người bị hại nói, ngài không có lập trường. Đào hoa tức giận nhấc chân trèo lên người hắn, cố gắng dùng sức nặng để hắn tỉnh lại, ngài sao không động não nghĩ lại. Thiếp thông minh như vậy, sao có thể làm nhiều chuyện ngốc như thế? Ai mà biết được, thẩm tại giã nửa mở mắt, tay bóp eo nàng, người lại đè lên ta, lát nữa đừng cầu xin tha thứ. Đào hoa đỏ mặt, vừa giận vừa buồn cười, người đuối lý còn dở trò lưu manh. Đã đuối lý, không dở trò lưu manh thì làm sao? Thẩm tại giã mím môi, cảm nhận eo thon trong tay, mắt hơi trầm xuống, xoay người đè nàng xuống dưới. Đào hoa cắn răng, vừa đẩy hắn vừa hô khẩu hiệu như ra chiến trường, ngài có thể khống chế thân thể thiếp, nhưng không khống chế được tâm thiếp. Chuyện này không xong, thiếp sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thẩm tại giã cười giễu cợt, cắn môi nàng, đau đến mức nàng gào khóc kêu la. Tử Yến quy hiếm khi mặc thường phục ra ngoài, đang định đến lâm vũ viện tìm người, thì thấy chạm lô ngồi ở cửa sân nhỏ bịt tai. Sao lại thế này? Chạm lô ngẩng đầu, thấy là hắn, liền vội vàng hành lễ, từ môn chủ, chủ tử hiện tại có việc, không tiện gặp khách. Hắn còn có chuyện gì mà ngay cả ta cũng không thể gặp. Tử Yến quy nhún mày, cười một tiếng, chỉ nghe thấy trong nhà chính xa xa truyền đến tiếng tiêu hồn thực cốt. Hắn là kẻ lão luyện tình trường, đã gặp qua vô số phụ nữ, tự nhiên biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến thẩm tại giã trong viện này đang gần gũi với ai, tự yến quy nhớn mày, khương ngương tử ở bên trong ngoài ý muốn liếc nhìn hắn một cái, chạm lô gật đầu, đúng. Hắn đối xử với nàng, không biết là quá mức bình thường sao. Tử Yến quy mím môi, thần sắc nghiêm túc, lúc trước chính hắn nói, chẳng lẽ không nhớ rõ. Thẩm tại giã từng nói, sẽ không có quan hệ xác thịt với bất kỳ nữ nhân nào ở đại ngụy, vì người không phải cỏ cây, một khi có quan hệ phu thê, khó tránh khỏi động tình, ảnh hưởng phán đoán. Vai trò của hắn rất quan trọng, chỉ xem tất cả mọi người như quân cờ, tuyệt đối không để nữ nhân làm hỏng việc. Nói thì nói vậy, chạm lô suy nghĩ một chút, nhưng Khương Nương Tử là người nước triều. Từ Yến Quy, có gì khác nhau, đều không phải là loại nữ nhân có thể yên tâm động tình. Nô Tài cũng không biết nên nói thế nào, chạm lô mím môi, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn nói, nhưng từ khi Khương Nương Tử đến, chủ tử trở nên nhiều hương vị khác nhau, cũng thường biết cười. Nô mới nhận ra không có gì là không tốt hành động của các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền toái lớn. Lắc đầu, từ Yến Quy xoay người rời đi, ta đi điều tra Khương Nương Tử, chỉ là nước triệu khá xa, có thể phải đợi một hai tháng. Chạm lô cung kính cúi đầu, nhìn theo bóng hắn đi xa. Các chủ tử trong tướng phủ còn chưa vui mừng bao lâu, thì trong một đêm, Khương Đào Hoa lại được sủng ái trở lại. Hơn nữa lần này, ra dường như muốn đền bù tổn thất cho nàng, vật gì tốt đều mang đến cho tranh xuân các, thỉnh thoảng lại làm một bàn lớn món ăn, rồi cùng Khương Thị ăn. Phu nhân, đây là cây hồng san hô ra đưa cho ngài. Tiểu nha hoàn cung tính mang một chậu cây san hô đến lăng hàn viện. Mai chiếu tiết không ngẩng đầu, thản nhiên nói, đa tả ra ban thưởng. Nhà hoàn đáp, khom người lui ra. Bên cạnh tần giải ngữ nhìn hồng san hô, thở dài nói, đây chính là bảo bối, nhìn cũng biết giá trị xa xỉ. Gia hậu đãi như vậy, sao phu nhân lại không vui? Mai Chiếu Tuyết cười nhẹ, người khác trong sân đưa đồ đến, không phải thật tâm ý của gia, ta có gì vui, làm cái bình hoa đặt ở đâu cũng được. Tần giải ngữ sững sờ, chỉ tay về hướng nha hoàn vừa rời đi, nàng không phải nói là gia đưa tới sao. Sao lại là người khác trong sân, người còn không hiểu sao. Mai Chiếu Tuyết nhìn lên, nha hoàn đó là người của tranh xuân các, cây san hô này chắc chắn là gia đưa cho Khương Thị, Khương Thị sợ được sủng ái mà đắc tội ta, nên mang cái này đến nịnh nọt ta trong lòng kinh hãi, tần giải ngữ trừng to mắt nhìn hồng san hô, loại bảo vật cực phẩm này, ra không để cho ngài, ngược lại toàn bộ đưa cho Khương Đào Hoa. Đây là lý lẽ gì, chẳng lẽ nàng mới là phu nhân? Chúng ta trong hậu viện chưa chết hết đâu. Nam nhân à, một khi đã sủng ái một nữ nhân, thì ngàn vạn sủng ái đều dồn lên người nàng, làm sao còn quản chuyện khác. Mai chiếu tuyết thở dài, khương nương tử của chúng ta cũng thật lợi hại, sau này vị trí phu nhân, không chừng thật sự giao cho nàng ngồi. Sao có thể như vậy? Tần giải ngữ vỗ tay vịn, nổi giận, nàng dựa vào cái gì? Mai chiếu tuyết khẽ mỉm cười nhìn nàng, ngươi đừng chỉ tức giận, suy nghĩ ra biện pháp mới là quan trọng. Tần giải ngữ dừng lại, cúi đầu suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng lên, có phải sắp đến hội thưởng trà rồi không? Mai chiếu tuyết gật đầu, ánh mắt ôn hòa nói, lần này không biết ai sẽ được Lan Quý Phi yêu thích, nhưng nói đến, trong viện tử của chúng ta có tư cách tiến cung, năm nay lại thêm một vị. Tần giải ngữ hiểu ý, cười quyến rũ một tiếng, vò nát cái khăn rồi đi ra ngoài. Hội thưởng trà, đào hoa nhìn cố hoài nhu, nghi ngờ hỏi là gì vậy? Là do Lan Quý Phi tổ chức, một năm một lần các quý phụ trong gia đình tiến cung thường trà tụ hội phong nhã. Cố hoài nhu hết sức nghiêm túc nói, người tốt nhất nên sớm bỏ chút tâm tư chuẩn bị, Lan Quý Phi hiện tại độc chiếm sủng ái, được nàng yêu thích chỉ có lợi, không có hại loại tiểu thiếp như chúng ta cũng có thể đi đào hoa nhún mày cố hoài nhu lắc đầu hội này không phân biệt chính thất hay thiếp thất chỉ cần ngươi là nữ nhi của tam công cửu khanh gia cũng có thể tham gia nương tử là công chúa nước triệu tự nhiên cũng có tư cách vậy à đào hoa gật đầu ngươi có biết lan quý phi thích loại trà nào không không ai biết rõ cố hoài nhu thần sắc kỳ quái nói mỗi năm loại trà được chọn không giống nhau phu nhân của chúng ta để được nàng yêu ái đã luyện trà nghệ hơn một năm, nhưng có được ưng ý hay không cũng không biết. Khó như vậy sao, vậy thì nàng đi tham gia náo nhiệt là được rồi, không cần phải đạt được sự thích thú của Lan Quý Phi, vì lần trước gặp mặt, bầu không khí đã không thích hợp, muốn nàng thích mình, có chút khó. Trong phủ, các viện cũng bắt đầu chuẩn bị cho hội thưởng trà sắp tới, đào hoa đi vào khố phòng chọn trà, chạm mặt gặp đoàn thị. Đoàn vân tâm ôn nhu hướng nàng cúi chào, mỉm cười nói, mấy ngày không gặp, nương tử trông khỏe hơn nhiều quá khen đào hoa gật đầu đáp lễ nhấc một bao trà hỏi đoàn nương tử định chọn loại trà nào ta không dành pha trà chỉ đi tham gia náo nhiệt thôi đoàn vân tâm mỉm cười nói nhưng nghe nói lan quý phi thích khổ trà ta tự nhiên sẽ chọn loại khổ một chút đào hoa nhún mày gật đầu nhẹ nói vài câu rồi mang theo thanh đài rời đi đoàn vân tâm thần sắc không đổi chậm rãi chọn trà xong mới nhìn theo hướng nàng rời đi cố nương tử nói không biết rõ khẩu vị của Lan Quý Phi, nàng ta lại có ý gì. Đào hoa dùng mình, vừa xoa xoa cánh tay vừa nói thầm, sao mỗi lần đến gần nàng ta, ta đều cảm thấy lạnh cả người. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.